Má ứng một cái là muốn lùn cái đồ. Rồi. Dạ. Hồng má như nãy đẹp hơn má. Đấy thì để chứ giả bộ chứ làm má giả. Má hồi nãy là đẹp lắm rồi đó, giờ nó xấu lắm Dương ơi, nó mới đề quá à. Đi. Hồi nãy nó xin để... kẹp vô cái này luôn nè. Đây. Hiểu không? Hồng má. Ôi còn kinh hơn luôn đấy. Nè, xin quẹt kẹp vô đây luôn. Trời ơi, em phải kẹp ở trong đây nè. Không, kẹp ngoài luôn. Ngoài đây à? Ừ, thằng nào nó cũng giả rồi, thì giả đi. Ây à. À. Đó, như vậy à? Ừ, như vậy. Thấy gì mà đẹp mẹ. Che giống tóc luôn đó. Má vậy mới xấu đó bà. Hồi nãy đẹp thì không chịu đâu. Hồi nãy thì không chịu đâu. Ê đưa nón này nè, đổi nón cho người giống. Nón nào đi lấy. Nãy giờ đẹp không chịu. Ê ơi đâu coi nhìn nó bà. Thôi mình bỏ bả luôn đi mọi người ơi. Mình đừng chơi với bả. Nói bà này chơi chán quá. Chả có gì vui hết trơn. Thao đồ make up ghê luôn trời. Đồ make up mình đâu phải là rẻ là toàn tiền triệu không mà vậy hơi chết rồi. Ủa cái này là gì ta? À đây. Này đảnh, rất là môi mềm. Chán thật. Ừ, chán thật ý. Bà Dương. Anna Dương. Anna Dương. Ê đúng rồi. Ừ. Mệt lắm luôn á Dương ơi. Hôm nay là em họ của Lucy lên đây chơi với Lucy á mọi người. À, xin giới thiệu mọi người, đây là Lucy Dương, còn đây là Lucy Dung. Chúng mình là họ Lucy và tụi mình lên livestream, tụi mình cũng ở dưới quê đồ đó, tụi mình mới lên thành phố thôi. Nên là đây là cái kiểu make up rất là thịnh hành ở dưới quê của tụi mình. Sơ hở là rất chi là nọa luôn. Giống Vi quá cơ. Giống Vi quá đúng không mọi người? Thì người ta là anh em, người ta không giống nhau. Không lẽ giống tôi mới kỳ. Tưởng bà Tây nào không á. À đúng rồi, em họ của mình tên là Lucy Dương. Em họ mình là ở bên bển mới về. Em ở họ mình bên Tây mới về á, nên là tiếng Việt của em mình cũng hơi chưa được giỏi á. Tiếng Việt của Dương chưa nói được giỏi cho lắm. Yeah, đúng rồi, không có nói được gì hết mọi người ơi, ngu lắm. Ngu ơi là ngu luôn. Nên là mọi người thông cảm nha. Đó, em năm nay em giới thiệu với mọi người đi, năm nay là em bao nhiêu tuổi? Năm nay em 19 tuổi. Em 19 tuổi rồi à. Thế em đã em có 19 tuổi. Em đã có người yêu chưa? Em chưa có người yêu. Xấu như em sao mà có được, chị nhìn chị còn sợ nữa. Thằng nó tóc cho bộ. Đừng nhắn nước mí chứ. Em ơi nữa đi rồi mệt ơi. À, ngoài cái việc là không nói được tiếng Việt giỏi, em mình còn kiểu hơi bị chậm gì chậm phát triển mọi người, nên là có nhiều cái mọi người phải nhẹ nhàng và mọi người có thể đặt hết tất cả câu hỏi. Ở bên kia em là idol đúng không? Tuyệt vời vậy, nước miếng nhăn lắm nè, tóc vô mồm. Son chị dùng màu bao nhiêu ạ? Son chị là xài của em Su em Rang mọi người, một cây thôi. Một cây thôi xài. Nhưng mà cái này không có điều để bán nha mọi người. Điều đổi cái này thôi. Thôi đổi đi. Thôi đổi xíu đi, nói chuyện xíu đi. Tôi xin muốn like với người khác.
đây sao từ bây giờ thì hai đứa mình sẽ sống chung với nhau. Em mình bây giờ ở bển về rồi, em mình ở bên đó cái kiểu make up này gọi là make up tay ba lô. Ê cái tóc nó mỏng quá ha. Thí dụ mà tóc nó dài xíu ok. Son này là son này Tây Bắc hả? Ừ Tây Bắc. Tóc ngắn xíu nữa là giống y chang Nhật Vi luôn. Ừ đấy Nhật Vi khi Nhật Vi giống con trai. Ừ đây là chị em sinh ba với Nhật Vi và Ánh Vi đó mọi người biết không? Nhưng mà xa ba mẹ từ nhỏ kiểu ở bên Tây nên là mặt có vẻ Tây hơn hai chị em kia. Hai ông bà này lấy sao? Màu gì ạ? À? Mặt... mọi người ơi, mọi người ngày mai bên bên sàn có cái giảm giá, bên có cái sàn có cái giảm giá cho cái xu Emura này nè, nên mọi người qua bên bay Lucy Nguyễn của Lucy để Lucy có đăng cái mã màu ở trên đó cho cả nhà. Nhiều màu lắm. Có chị Lucy có chị Lucy có chỉ cách tô son bên đó luôn mọi người đây nè. MOR màu 570 mà Lucy có được cái voucher 100k, voucher 100k cho những người follow của Lucy ấy. Ngày mai mã nó sẽ được tung ra chỉ dành riêng thôi, cái đó là cái voucher độc quyền. Chị Lucy chị uống nước đi chị Lucy. Ủa em nói tiếng Tây đi, em nói tiếng là tiếng Việt Nam rồi, người ta tưởng em không phải là Tây sao? Em nói sao? Chị Lucy ơi chị uống miếng nước đi. Không phải, không có nói được tiếng Việt. Em không có nói được tiếng Việt. Chị uống một miếng nước cho đỡ khát. Giỏi, chị đỡ khát rồi đó. Chị dùng eyeliner gì ạ? TikTok kìa Diệp Lê. Gì trời? Diệp Lê. Em ơi em tặng vậy là em nghĩ là Dương đang rất là ok đúng không? Dương vô đây sao vậy? Trời đẹp lắm luôn á Dương, đánh không ngờ là da của Dương rất là ăn make up luôn á mọi người ơi. Mặt hơi góc cạnh xíu vì ở bên bển vậy hả chị? Đúng rồi, trái cổ hơi to tại bên Tây á mọi người nói chuyện với nhau kiểu đớ nên cái trái cổ của bé này cũng hơi to nha mọi người. Vẫn tặng liên tục luôn kìa Dương ơi, Dương hot thiệt sự luôn á. Nãy giờ mới có người nhà tặng luôn á. Anh Dương cho em tưởng chồng tính lắm, giờ có tình yêu khác liền. Nói chung là chỉ mượn cớ có tình yêu thôi mọi người ơi. Chứ còn là cái tính người sao thì nó bộc lộ ra vậy thôi. Má đúng là cô gái của râu luôn á hả? Nó đánh quá vậy đánh mà con lòi rồi. Mệt quá. Mệt quá hả? Sao Dương méo rồi nhở? Đi né vậy một bên có kẻ mắt hơn. Vô một xíu này. Không cần, bên kia như vậy là được. Như vậy hả? Ừ đấy. Hãy đôi khi kẻ cho bên kia cho Dương luôn nha. Thôi mệt quá. Đi một mảnh đi. Cho một mảnh thôi. Đấy, kẻ bà kẻ lờ đi nha bà nội. Bà kẻ lờ đi nha bà nội. Bên kia không kẻ không thấy gì luôn. Trời ơi đây góc này là đẹp rồi. Đó cả nhà ông mình vẽ eyeliner mình vẽ nhẹ nhàng không, bây giờ mọi người có thấy mắt của Lucy với mắt của Dương giống nhau không? Đây Dương quay lên nè, không thật nè. Đó, kẻ con mắt thích. Đó. Thấy chưa cả nhà? Hai cái tông môi với tông má là y chang nha luôn, không khác một cái gì mọi người. Lucy thấy là chị thấy là đánh mà mình kiểu mình đánh là kiểu đánh mọ. Dịp lên còn ngồi đó dịp lên. Đó, xinh lắm. Tại vì cái màu này là cái màu nó kiểu nó cam mà cam cháy á. Nó rất là hợp với kiểu mà mình đánh kiểu mùa hè. Tại vì những cái màu này á, là cái màu mà nó cam hẳn luôn, nó không có bị pha ra. Tại vì có cái màu cam này thì nó pha ra nè, những cái màu cam này thì nó pha ra theo kiểu ủa. Nó pha ra rồi, màu cam này là nó pha ra rồi. Dịu liêu. Đang cười thấy bạn. Màu cam này nó pha ra rồi mọi người hiểu không? Nên là nhiều khi mình đánh lên cái má nó sẽ bị tái. Còn cái màu cam thì... Dương đừng có bịp đó được không Dương? Mất cười quá chị ơi, chị gì thiếu cái váy chị ơi.
Thôi, bên bên style của bên Tây người ta mặc đồ rất là gọi là sporty cái nhà, hiểu không? Ở bên Tây người ta thường mặc những chiếc áo thun như này. Được rồi, đến từ thiên hoàng Hermes Smile nha mọi người ơi. Nên là không có mặc váy nha. Mình make up, mình phải cá tính rồi lên đó. Mình không có bánh bèo. Dương nhìn có bánh bèo đâu, mọi người đây. Có bánh bèo đâu, mọi người cứ mặc váy. Trời, thôi thì Mỹ lên, ngồi như vậy nó không hợp với cái visual này. Áo mặc brand nào về ạ? Áo, ủa Dương còn bán áo này không chưa? Còn. Còn hả? Nhưng mà hôm nay không bán. Không bán hả? Khi nào bán? Mai bán đi. Hồi mốt bán. Ủa trả giá luôn hả? Ủa chi vậy? Ủa mắc cười quá, mốt đi đám cưới thì sao bán mà nội? Ừ, hai mốt đi đám cưới chết mẹ, bà cắt màn hình lên. Ê Bella, tao thấy mày là các màn hình mày gửi vô cơ group rồi đó nha. Tao thấy rồi đó, mày cẩn thận với chị đó. Ê bây giờ mình muốn làm mặt nhỏ lại thì mình kéo cái tóc qua về luôn. Đúng rồi, mình kéo qua về luôn nè cho nó. Đi. Gì? Kéo tóc qua về luôn. Kéo qua về nhưng mà cầm thì bự lắm. Đúng rồi. Lợt lợt, đi filler lợt. Ủa vừa lại tưởng chị lai với chị nào chớ u là trời. Eyeliner gì ạ? À? Eyeliner này rất là ngon nha mọi người ơi. Leo, chị có để bên link bio của TikTok của chị nên mọi người qua nha. Nếu như mà mốt chị tìm được mấy cái brand mà giảm deal của mấy cái brand này là chị sẽ gửi cho mọi người liền. Tại vì cái cây này rất là dễ đánh luôn á. Dễ đánh cái mắt Dương. Tin là Dương quá hả? Ừ. Thấy không mọi người? Mà cái màu này là không có trôi nha mọi người, nó hạt rất ít trôi, nó không có trôi thì không chắc, nhưng mà nó khô liền.